Có gió như hôm qua luôn. Gió này được gọi là gió bắc. Hình như là chuẩn bị bắt về rồi cả nhà. Gió bắc thì ở ở phía bắc đây nè, nó đưa vào nha. Còn gió nam thì sẽ nằm hướng bên này cả nhà, đưa vô lại. Hình như là chuẩn bị bắt về hay sao cả nhà. Em thường thường á, mà mùa bắc á cả nhà, mùa bắc là ở tại thị xã La Di không đi lặn được nha. Ở dưới đây thì thường hay là bùn, còn ở chỗ em thì có cát, nên ở chỗ bùn á mà thì nó sẽ mau mờ hơn là ở chỗ cát nha. Để ý mình lặn á cả nhà, thì chỗ nào có bùn á thì khi mà trời gió một chút á thì sẽ bắt đầu mờ nha. Còn mà chỗ cát á thì lại trong, rất là hay luôn. Đó, thuyền em thì đang đi biển này, đang chạy ra. Nói chung là hôm nay có gió thì em không biết sao đây. Hôm qua thì làm ít lắm cả nhà. Hôm qua thì em cũng muốn nói lại một lần nữa nha cả nhà. Thuyền của em là làm ăn riêng chứ không phải là làm ăn chung nha. Làm ăn riêng là có nghĩa là mạnh ai nấy làm thôi, ai làm nhiều thì sẽ được nhiều nha, còn ai làm ít thì sẽ được ít, chứ không phân biệt đối xử gì cả cả nhà. Thì mạnh ai nấy làm thôi, chứ không phải là nhiều bạn thì không biết lại comment nói này nói kia, chứ thật ra là không phải đâu cả nhà. Thì mạnh ai nấy làm thôi, cũng như là mình làm ăn sản phẩm vậy. Rồi thì thôi chắc cho em xin ngưng nha. Thì em đang chạy ra cửa này. Wow, em thấy có một chiếc thuyền khá là to luôn đang chạy vào này. Đó cả nhà nhìn xem cửa rộng lắm. Cửa từ bên này qua bên này thì em không biết là bao nhiêu mét nha, chứ em thấy khá là rộng luôn. Đây có một con tàu lớn, thuyền lớn đang chạy vào này. Hình như là thuyền này là đi lưới cả nhà, đi dạng mà lưới giúp hay là lưới mùng gì em không biết nha. Ồ, khẩm ghê luôn. Nguyên một chiếc thuyền to mà chở khẩm đồ luôn này. Đó, đang chạy vào này. Ồ, hình như là chở cá cả nhà. Quánh cá khẩm chạy, bắt đầu chạy vào nè. To chà bá luôn. Ồ, chiếc thuyền này to. Đó cả nhà, hình như là ngư dân đã quánh khẩm và bắt đầu chạy vào bỏ cá nè. Sửa soạn nhảy này. Rồi,
Hôm nay thì anh em làm ở trên bà lại cả nhà à. Từ cảng La Di mà chạy lên tới điểm lặn thì cách đặt 9 hải lý. Còn độ sâu thì tương đương có tầm 10 mét nước thôi cả nhà. Nước này cạn lắm. Nước thì không sâu. Em xì tay hai phát là đã tới chỗ rồi. Rồi, em cũng đã đắp đáy rồi nè. Để em đi kiếm những con hải sản nha. Đây rồi, em có gặp được một con bạch tuộc này. Bạch tuộc nhớt nha. Rồi, mới nhảy xuống mà đã được một con rồi cả nhà. Bỏ vào quạt thôi. Đây đây đây, thêm một con nữa này cả nhà này. Wow, nhìn là những con bạch tuộc nhớt ấy, trong cam nó bé một chút nhưng bắt lên thì nó to như cả nhà. Rồi, cũng vào thôi. Một đống vét này. Chỗ này một con nữa này cả nhà này. Hình như con này nó đang chuẩn bị chui xuống hang lại này. Đợi như thế này cho cả nhà mình xem nha. Những con bạch tuộc mà chui xuống hang này cực kỳ là khó bắt nha cả nhà. Mình muốn gửi quay một chút rồi. Nó chui xuống gần hết luôn rồi kìa. Không biết là có bắt được hay không đây. Cả nhà hình như là em bắt không được rồi. Con mật ống này. Cái con mật ống này nó mau đi theo em lắm luôn cả nhà. Đó, nó cứ chạy vòng 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 đó, nó theo cái ánh điện đó rồi nó sẽ chạy tới lại thôi. Nó chạy kìa. Rồi, mình đi kiếm con khác nha. Đây thì một con bạch tuộc thường này cả nhà này, đang núp trong vỏ sò sữa này. Cả nhà thấy nó lanh không? Chưa chụp được mà nó đã chạy vô này. Đây, nó nằm ngay đây này. Rồi. Wow, thôi cả nhà. Đây nó luôn này. Đó, cả nhà thấy không, nó cứ chạy thì cứ ánh đèn hoài luôn. Đó, con mật ống đó, con này cũng to nha cả nhà, chứ không phải bé đâu. Để em chỉ được, chỉ lên cho cả nhà mình xem. Rồi em đã chỉ được con này cả nhà này. Mực này mà xẻ ra phơi một nắng đó cả nhà, nướng ăn cực kỳ là ngon luôn. Em thì rất thích ăn mực một nắng như thế này nha, nướng ăn đã lắm. Wow, chỗ này em thấy một cái mánh của con ghẹ này cả nhà này, hình như là một con ghẹ xanh. Ô, con này to nha. Đó, nó nằm kìa. Rồi đây, chỉnh cái cây đèn lại và bắt nha. Ghẹ mà ban đêm ở cả nhà mình bắt một tay nó dễ chạy lắm, mình phải dùng hai tay nha. Lặn vào ban đêm ở cả nhà rất là nguy hiểm nha. Ban đêm mà em nghĩ nếu mà mất hơi là em sẽ bỏ cái quạt bạch tuộc luôn nha. Nếu em không tóm được đâu, tại vì cái điện pin đó cả nhà lúc nào mình cũng cầm trên tay nha. Khi mà mình bị mất hơi là mình sẽ cầm cái đèn theo lên mặt nước luôn, để trên đó mình còn pha tới thuyền mà cho thuyền biết. Nếu mà mình không cầm cây đèn đó cả nhà thì mình sẽ không pha được nha, lúc đó là mình không biết như thế nào luôn. Cả nhà này, đây một con này bạch tuộc này. Bạch tuộc này chỉ là bạch tuộc thường thôi. Cả nhà coi xem nó ngụy trang này, nó lấy những cái vỏ sò len keng nó úp vô hết luôn. Con này nhìn cũng to lắm cả nhà. Rất là hay luôn. Đó, con bạch tuộc này. Một con ghẹ này cả nhà này. Theo cái ánh điện mà nó chạy ghê không? Cả nhà thấy nó chạy tùm lum luôn. Rồi, để em bắt nha. Không hiểu vì sao mà cái con ghẹ nó chạy tùm lum luôn nè. Con này cũng to nha cả nhà. Đó, những con ghẹ xanh xanh như thế này thì được gọi vào ghẹ nhất nè. Đặn vào ban đêm thì băng càng thì nó hơi khó khăn một chút cả nhà, vì mình phải nhờ cái ánh đèn dọi tới mình mới thấy băng được nha. Thôi một con nữa nè, tụt nhớt này. Đó, tụt nhớt mà nó lợi lợi như thế này rất là dễ thấy luôn.
cá đuối ghim này. Ồ, nó ăn một con sâu lông này cả nhà này. Tí nữa thì em đã bỏ vào quạt rồi. Những con bạch tuộc nhớt như thế này nó chắc là nguy hiểm nha. Nguy hiểm nhất là nó ăn những con sâu lông đó cả nhà. Ồ, con này nó dính cái dâu. Ồ, khá là dài luôn. Wow. Đó, con bạch tuộc này cái dâu nó dài đến cỡ đó cả nhà. À, lại là một em mật ống này cả nhà này. Ồ, con này to hơn con hồi nãy luôn. Rồi, em mà chỉ được mấy con mật ống này là em lên em luộc để dành ăn cơm nha, phi phi với cả nhà. Mình chỉ lên có những mực như thế này mà luộc ăn cơm. Đó, cả nhà thấy con mực nó to, ăn cực kỳ là giòn luôn. Tại vì mực tư với cả nhà, mình luộc lúc nào ăn cũng giòn lắm. Ồ, chỗ này em thấy được một con sò mai nè. Sò mai thì lặn vào ban đêm thì bán 10.000 một con cả nhà, những con sò mai sập á. Đó, mai sập này 10.000 một con như thế này. Chỗ này em lại phát hiện một con bạch tuộc nhớt nữa nè. Rồi, đậm bỏ vào thôi. Con bạch tuộc quá cả nhà, em bắt lúc nào em cũng coi cái đít của nó nha. Sợ nó ăn những con sâu lông á. Ồ, chỗ này có một con sứa khá là dài luôn này cả nhà này. Tí nữa em chạy tới em đã máng rồi. Ồ, nó dài kinh khủng không. Con này ở quê em gọi là sứa lửa này. Sứa này chắc cũng chi là độc luôn. Nó quệt vào mỏ là sưng liền quá cả nhà. Hỏi cho nó lên nha. Dưới đây chạy dễ máng lắm. Phía trước em phát hiện thêm một con bạch tuộc thường nữa kìa. Ồ, nó ngụy trang này cả nhà này, núp trong cái vỏ sò mai này. Ồ, con này em thấy cũng rất là to nha. Ồ, nó nằm kìa. Những con bạch tuộc mà nó lò lò như thế này này cả nhà này, hình như là nó đang săn mồi hay sao ấy. Rồi, em cũng sẽ bắt luôn. Ồ, to, cả nhà thấy to. Ồ, nó chạy ghê. Nếu mà hai tay á cả nhà, hai tay thì mình sẽ làm nhanh hơn nha. Còn một tay thì làm hơi chậm một chút. Em chạy tới chỗ này thì em có gặp thêm một con ghẹ nữa nè. Một con ghẹ xanh nữa. Con này thì không to bằng hai con hồi nãy nha cả nhà. Ghẹ này thì lọt vào ghẹ chung. Ghẹ chung thì nói chung giá cũng được lắm cả nhà, mấy chục ngàn một ký. Chỗ này em lại phát hiện một con bạch tuộc thường nữa nè. Này nó núp này. Thì em cũng bắt lên luôn. Ồ, nó định chạy kìa cả nhà. Wow, bạch tuộc thường ban đêm em thấy con nào con ấy cực kỳ là to luôn. Đây đứa này. Chỗ này em lại thấy một con bạch tuộc nhớt nữa nè. Ồ, nó ăn con sâu lông này cả nhà này. Đó, con nào cũng ăn con sâu lông. Ồ, cũng đem một con nữa. Hai con ở chỗ này luôn. À, từ sớm tới giờ em mới phát hiện được một con mực nang nè. Ồ, đó, nó đang nằm nè. Wow, thôi em chỉ nha. Thì hôm qua mấy bữa trước em bắt tay với bữa này em chỉ cho nó nhanh cả nhà. Bắt tay thì nó hơi lâu một chút nha. Quá đã luôn, được một con rồi. Con này thì cũng tầm trên nửa ký thôi cả nhà, chứ không tới một ký nha. Wow, cả nhà nhìn xem cái con lịch này, nó đang chui xuống dưới hang này. Cái con lịch nó rất là hay luôn. Nó chui không phải chui bằng đầu nha cả nhà. Nó chui bằng cái đuôi đi xuống lại.
cả nhà nhìn xem này, thêm được 10.000 nữa rồi nè. Wow, quá đã luôn. Ừ, con này là con mai xanh nha cả nhà, con này thì được 15.000 nè, con mai sọc thì 10.000, con mai xanh thì được 15. Ô, đây một con nữa nè. Wow, quá đã luôn. Ồ, nãy giờ em bắt cũng được 4-5 con gì rồi cả nhà. Đó, sò mai này, con đây 10.000 nha, sò mai sọc này. Ô, cả nhà nhìn xem này, nó định chui xuống hang này cả nhà này, chui xuống hang à. Rồi, bắt bỏ vào luôn. Ui, em rất sợ những con sâu lông nè cả nhà. Cái lúc này thì thuyền em dắt đi nè, em là đặt chụp ghẹ luôn, ghẹ nằm cặp cả nhà, một con ghẹ xanh với một con ghẹ mái. Cái con ghẹ mái cả nhà cứ nhìn xem nó hơi bé nha, con ghẹ mái thì em sẽ thả nha. Đó, ghẹ mái này nó hơi nhỏ này, con em chỉ bắt con ghẹ xanh thôi, con ghẹ xanh thì loại một rồi. Ghe em mới vừa dắt hạ ga luôn, em đã phát hiện thêm một con ghẹ nữa nè, con ghẹ mái. Rồi, con này em bắt nha, con này hơi to nè. Đây 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 đây, cả nhà nhìn xem này, cái con bạch tuộc này, đó nó đang ăn, nó ăn một con sò móng tay luôn. Wow, đây một con nữa này, đây là con bạch tuộc thường nữa này, nó lậu kìa. Con này to chà bá luôn. Em mà chạy tới chỗ này nè cả nhà này, em mà không phát hiện được một con ghẹ mặt trăng này. Đây cả nhà nhìn xem nha, nó đang ăn cái con bà ban đêm mà nó săn mồi, mà nó gấp được một con bà mà nó đang ăn này. Đó cả nhà nhìn xem một chút nha. Wow, một con bạch tuộc nhớt to nè. Wow, to chà bá luôn. Đây, một con nữa nè. Rồi, lụm vào thôi. Ui, rất là lanh luôn. Chưa gì mà nó đã muốn chạy rồi. Ô, ghẹ này cả nhà nè. Wow, một con ghẹ xanh. Đây đây, em để cây đèn pin cho nó gọn và bắt nha. Rồi, hở mình đè được là mình bắt được thôi cả nhà, chứ còn mà cái tay của mình đó mà chụp xuống là nó chạy liền luôn, rất là khôn luôn. Ồ, cả nhà nhìn xem này, giờ này 12 giờ rồi. Em sẽ tranh thủ lên nha, ăn một miếng cơm. Đó, em bắt từ sớm tới giờ được như đây này cả nhà này. Như đây cũng được 4-5 ký gì đấy. Em chỉ đoán thôi, chứ em cũng không biết nữa. Wow, nhìn cũng nhiều lắm cả nhà.
Giờ này thì em lên ăn cơm một chút. Ở nhà mình thấy khổ không? Cái người mưu sinh vất vả của những anh em cơm như thế này đâu có gọi là sướng đâu. Ăn cơm là phải dọi đèn pin mới được nha. Đó, cả nhà nhìn xem này, những anh em ăn cơm rất là vất vả luôn. Có những con ghẹ mới luôn. Thời tiết hiện tại khá là lạnh luôn cả nhà. Giờ này vào giờ đêm khi cả nhà thì còn đang ngủ mơ, chứ còn anh em thì rất là vất vả luôn để kiếm từng đồng tiền sạch về nuôi vợ con cho gia đình. Đó, đó là những anh thợ lặn làm lặn vào ban đêm. Anh nhà thấy cho em xin một like nha, vì anh em vất vả này. Cuộc sống mà mưu sinh ai cũng khổ thôi. Anh Khi ăn cảm thấy ngon miệng anh Khi? Anh Phi? Đi làm mà lên với cả nhà ăn luộc ghẹ ăn cực kỳ là ngon luôn. Cảm thấy rất là ngon. Mỗi người mới công mỗi việc. Vất vả này ha. Cả nhà cứ nghĩ xem. Giờ này thì 12 giờ rồi. Biết cô chú anh chị và các bạn thì còn ăn ngủ nghỉ rất là khỏe luôn. Còn những anh em thợ lặn thì vất vả kiếm từng đồng từng cắc thì như thế này nha. Đó, đó là hành trình mà anh em đi làm vào ban đêm này. Quay lại những cái khoảnh khắc này cho cả nhà mình xem. Cuộc sống mưu sinh. Đôi khi cũng nhiều gian nan lắm cả nhà. Những cô chú anh chị nào mà lớn tuổi thì sẽ biết hoàn cảnh khó khăn nha. Còn các bạn trẻ bây giờ thì ít khi lắm. Không có gì bằng hai chữ vất vả đấy. Không có gì bằng hai chữ nỗ lực. Đây cả nhà này, mới nhảy xuống mà em đã phát hiện được một con bạch tuộc nhớt rồi nè. Rồi, em bỏ vào nha. Ồ, đây một con nữa nè. Wow, quá đã luôn. Này em có phát hiện thêm một con bạch tuộc nhớt này, nó đang bò bò kiếm cái hang nó cả nhà. Rồi vào. Ồ đây một con nữa nè, hai con luôn. Rồi vào. Ồ nó ăn này cả nhà thấy không? Nó toàn ăn những con sâu lông thôi. Đây một con nữa nè. Ồ hình như là cái món ăn của nó là những con sâu lông cả nhà. Đó con này nó ăn nữa nè. Wow. Ồ rất là nguy hiểm luôn. Wow, cả nhà nhìn xem nè. Ôi trời.
chỗ này em phát hiện một bầy cá ngát luôn. Đây là những con cá ngát con này cả nhà này, chu vi một bầy luôn. Thật sự mà nói em không biết là bao nhiêu con luôn, quá trời luôn. Này ngay luôn cả nhà, cá này nó mà lớn lên rồi, quá chi là nhiều luôn. Một con ghẹ xanh này cả nhà này, con này khá là to luôn. Rồi xong nó chạy mất tiêu luôn cả nhà. Chỗ này em thấy có một cái mánh ghẹ này, nó nằm nó ngụy trang rất là kỹ luôn. Đây không biết là ghẹ gì đây. Thì ra là một con ghẹ ba chấm. Ghẹ ba chấm này giá rẻ lắm cả nhà, mấy chục ngàn một ký thôi. Nhiều khi thì cũng không muốn bắt nha. Ban ngày thì mình bắt nó dễ hơn, tại vì ban đêm á cả nhà nó hơi lụm khụm á, nên cũng rất làm biếng luôn. Thấy có một con bạch tuộc này, rồi đụm vào thôi. Bạch tuộc này thì nó không ăn những con bà đâu cả nhà. Cả nhà nhìn xem nè, một con sò sữa nổi trên mặt luôn. Con này to nha, sò sữa mà to đến cỡ này là kêu là sò sữa cồ rồi cả nhà. Lúc này là coi đồng hồ này cả nhà này, 2:20 rồi. Rồi em cũng sẽ tranh thủ lên nha, chứ giờ này cũng gần đến giờ chạy rồi cả nhà. Đây tập tục của em bắt này, lên ăn cơm nhảy lại thì em làm một ca được nhiêu đây này. Đó, cũng được vài ký rồi. Em mời cả nhà lên coi thành quả của những anh em nha. Chạy rồi. Đây cả nhà nhìn xem nè. Đây hôm nay em làm mực nè. Vô đây cỡ tầm mười mấy ký á cả nhà. Dấu của em nè. Ghẹ nè. Ghẹ thì em làm nè, có những con ghẹ xanh to to cả nhà. Con này trên 3 lạng nha. Đó, những con ghẹ xanh xanh như thế này nè, trên 3 lạng. Đây cả nhà. Đó, ai cũng có dấu duyên này cả nhà này ha. Thì thiền em lúc nào cũng làm ăn duyên nha, không bao giờ làm ăn chung. Đây dấu đen này, dấu này của anh nuôi nè, hai cha con ảnh ghẹ nữa này. Còn đây mai của em này, mấy được mấy con này. Mai này 10 ngàn một con cả nhà, mai sọc. Còn mai xanh thì mười mấy ngàn, 15 ngàn. Đó cả nhà nhìn xem này, ai cũng có phần duyên ha. Đó thì một ngày từ vất vả của hôm nay mình đi năm đậu em, mình đi năm đậu đúng không, năm anh em đó, năm người này, năm người thì mỗi người sẽ được một xô như thế này. Cái đây là hai cho con anh nuôi. Thì bên kia một dấu, bên kia một dấu theo cả nhà, ai cũng có duyên hết luôn. Thì em thì làm chỉ phóng viện như đó thôi cả nhà, không có gì nữa. Rồi giờ em cũng sẽ xin cái